cứ sạc bừa sạc bãi thì chữa ngay đấy các bạn ạ. Đây này, đây chính là nguyên nhân hậu quả của một lần sạc bừa bãi, và hậu quả là cả bốn em ắc quy này đều chữa. Hôm nay chúng tôi làm một cái video, mà cái video này chúng tôi xin dành cho những người sử dụng xe điện. Những ai mà xem được cái video này thì xin chia sẻ để cho những người sử dụng xe điện biết. Thì cái nguyên nhân của cái việc mà chúng tôi làm một cái video này, nó cũng đã phải giải quyết rất là nhiều rồi. Có những cái trường hợp chỉ khoảng 3 tuần thôi, có những cái trường hợp đến 1 tháng thì khách hàng kêu là ắc quy rất là kém, sạc thì chỉ đi được vài cây. Điều đó cũng làm cho chúng tôi rất là ngạc nhiên. Đấy, em ấy cứ đấu đi. Điều đó cũng làm cho chúng tôi rất ngạc nhiên, vì tại sao mà xe mới mà ắc quy thì đương nhiên là ắc quy đạt tiêu chuẩn rồi, thế mà sạc đầy mà chỉ đi được có vài cây thì thực sự là một cái vấn đề rất là nghiêm trọng. Nên nguyên nhân chính của cái việc đấy là cái bộ ắc quy vừa mới sử dụng được chỉ trong vòng khoảng 1 tháng này đã bị phồng lên rồi. Đấy, thì khách hàng thì bảo là tôi không biết, tôi cứ sạc bình thường. Thế còn kỹ thuật thì hướng dẫn cũng rất là chi tiết rồi, mà sạc tất cả những cái sạc xe đời mới thì bao giờ nó cũng sẽ tự ngắt khi đầy. Thế thì đã mất rất là nhiều công điều tra, và kết quả nó cũng thật là bất ngờ. Đó là con của khách hàng mượn cái sạc của cái xe khác để sạc. Đấy, cho nên chúng tôi qua cái video này, chúng tôi muốn khuyến cáo khách hàng rằng là đối với xe điện thì tuyệt đối nhé, tuyệt đối đấy chứ không phải là tương đối nữa, tuyệt đối không được mượn sạc của xe khác sạc cho xe của mình. Đương nhiên là nếu như mà nắm được kỹ thuật, ví dụ như là làm trong ngành xe điện chúng tôi thì có thể mượn được, vì chúng tôi biết là cái xe này nó sẽ dùng cái sạc nó có thông số kỹ thuật ra làm sao. Thế còn đối với khách hàng thì chúng tôi khuyên một câu là tuyệt đối không mượn. Đấy, vì khi mượn cái sạc như vậy thì rất có thể là cái sạc nó không đạt chất lượng, hoặc là cái sạc nó có điện áp cao hơn cái sạc của xe mình cần dùng, là dẫn đến cái việc hỏng hóc ngay. Thế đây là một cái bộ ắc quy nhé, ắc quy có 4 bình thôi, thì điện áp của nó là 48V. Đấy, bây giờ thì điện áp là 48V và dung lượng là được tăng lên 30Ah rồi, dung lượng cao hơn rồi. Cái bộ ắc quy này sẽ sử dụng cho các cái dòng xe máy điện 4 bình, ví dụ như là xe M133S chẳng hạn, rồi một số cái dòng xe cũng kiểu dáng Vespa hoặc là kiểu dáng X-Men, nhưng mà nó sử dụng 4 bình để giảm cái giá thành. Thì hôm nay chúng tôi sẽ sử dụng một cái bộ ắc quy, nói nó dân dã là ắc quy của xe M133S, nhưng lại mượn cái sạc của xe Vespa. Chúng tôi sẽ dùng cái sạc của xe Vespa nhé, để sạc cho cái bộ ắc quy này, để chứng minh rằng là cái việc mà các bạn mượn sạc hoặc dùng sai sạc nó sẽ dẫn đến cái hậu quả nghiêm trọng như thế nào. Đấy, đây sẽ mượn một cái sạc của cái xe Vespa này. Đây, sẽ lấy một cái sạc của cái xe Vespa này nhá. Đấy, đây Vespa GBC
cái đời mới nhất thế này. Đấy, cũng rất là đẹp. Đây cái sạc đây. Cái sạc này thì thiết kế cũng đạt tiêu chuẩn. Có tự ngắt điện khi đầy. Đấy, có chế độ tự ngắt điện khi đầy. Rồi là cái sạc này nó cũng hay là nó sẽ có cái phần báo phần trăm điện ở đây. Đấy, bây giờ chúng tôi tiến hành cắm vào nhé. Đấy, cắm vào. Đấy, nó bắt đầu sạc nhé. Thời gian thì tôi sẽ xem lại cái thời gian luôn này. Bây giờ là 10 giờ 22 phút ngày 31 tháng 12. Đây sạc đây. Mặc dù là cái bộ ắc quy này là bộ mới cứng, cái dung lượng điện ở trong người ta sạc cũng đã đến khoảng 80-90% rồi, tức là nó gần đầy rồi. Nhưng mà khi cắm vào cái sạc này thì nó báo đây. Cái đèn đỏ nó đang nhấp nháy ở 25%. Tức là cái sạc này nó đang hiểu rằng là cái điện ở trong này thì còn rất là ít, cho nên nó tiếp tục sạc nhé. Và tôi xin tạm dừng cái video tại đây để chờ, để theo dõi. Và khi mà cái kết quả nó có thì chúng tôi lại quay tiếp. Như vậy là cũng đã có kết quả rồi các bạn ạ. Nhưng mà kết quả thì nó hơi khủng khiếp một chút. Đây các bạn có thể quan sát đây. Cái ắc quy này mà sờ vào tại cái thời điểm này rất là nóng nhá. Thế mình xem thời gian. Đây. Đây là cái thời gian trên đồng hồ nhá. Sao nó lại mờ thế này. Mười năm giờ 39:40 ngày 31 tháng 12, tức là nó đã rơi vào khoảng 5 tiếng, tức là từ 10 này 11 12 1 2 3 5 tiếng đồng hồ hơn một chút mà cái bộ bình ắc quy vuông vắn đẹp đẽ buổi sáng này nó đã như thế này. Đây kết quả đây các bạn. Và chúng ta thấy là cái đèn báo ở trên cái sạc này nó vẫn nhấp nháy ở 25%. Thực ra thì đã có cái thời điểm cái đèn này nó nhảy lên đến 50% rồi. Và sát đến mức 70% rồi, nhưng không hiểu tại sao đến cái lúc mà mình sắp làm video thì nó lại nhảy về 25%. À, đây chính là hình ảnh cái bộ ắc quy buổi sáng nay còn vuông vắn đẹp đẽ này. Đây là tôi tháo ra để nhìn cho nó trực quan nhé. Cục nào cũng bị chửa phồng hết đây rồi. Đây. Chửa móp méo. Phía thì phồng ra, phía thì bẹp vào. Đây. Hình ảnh của nó đây. Thực sự là cũng rất là ngại khi mà tiến hành làm một cái video đối với lại một cái bộ ắc quy mới như này. Thế nhưng mà mình nghĩ rằng là chấp nhận cái việc hy sinh một cái bộ ắc quy mới để cho khách hàng họ thấy được cái tầm quan trọng của cái việc mà phải làm theo hướng dẫn để cho đảm bảo cái độ bền của ắc quy. Vì nhiều khi khách hàng người ta cứ coi thường cái việc là kỹ thuật hoặc là nhà cung cấp xe hướng dẫn cái cách sạc hay người ta cứ nghĩ là sạc nào cũng được, cứ mượn sạc bừa sạc bãi đi. Thế nhưng mà xin nói thật là cứ sạc bừa sạc bãi thì chửa ngay đấy các bạn ạ. Đây này, đây chính là nguyên nhân hậu quả của một lần sạc bừa bãi. Và hậu quả là cả bốn em ắc quy này đều chửa. Đấy. Mong rằng cái video nó có một cái ý nghĩa thật sự để giúp khách hàng hiểu được cái tầm quan trọng của cái việc là phải sử dụng đúng sạc, đúng cách.
Và video xin được dừng lại tại đây. Xin cảm ơn tất cả các khách hàng đã tin tưởng sử dụng các cái sản phẩm của xe điện Lan Anh. Xin chào và hẹn gặp lại.